Bà đi nhờ à? Ở đây đây cho lên xe đi nhờ. Sao đi một mình này? Điện cho anh lại không điện cho ai? Không treo được à? Ôi, trèo lên xe cao quá. Úi giời. Được chưa? Được. Chắc chắn chưa? Đảm bảo nhá. Đi nhờ đi về thôn nào ấy? Minh Phong ạ. Minh Phong á? Chỉ đến xã thôi. Đang hẹn xính một chân đến xã chợ đến chợ đấy gì? Nên đi cùng với ai ra đây? Đi một mình thôi. Đi một mình à? Đi bộ thôi. Tên là gì nhỉ? Giang Thị Chúa. Giang Thị Chúa à? Năm nay bao tuổi rồi? Hân Tâu Sùng à? 52 tuổi. 52 tuổi ạ. Giang Thị Chúa nhá, cho đi nhờ. Hôm nay thì xin chào tất cả các bác nhá. Trên đường đi thì Thắng gặp bác Giàng Thị Chúa đi một mình giữa trời nắng. Những trưa tháng 6 nước như ai nấu, chết cả các cờ, cua ngơi lên bờ mẹ em xuống cấy. Trời nắng quá. Điện cho anh mà không thấy anh nghe máy. Nên là đành đi bộ về một mình. Chồng không ra đón được. Thế là gặp em Thắng. Cắt cỏ trâu à? Đó là Thắng đi từ thành phố vào đến đây. Thắng mua thịt đây này. Mua thịt cho em xính một chân. Em xính một chân là các bác biết rằng là em có điện cho Thắng nói là báo có một cái tin rất là vui. Vợ em xính một chân là đã có em bé, nhưng mà hiện giờ thì như hôm trước ấy, thì các bác biết rằng trong bụng của vợ em ấy không biết là có cái cục gì, nó cứ nổi lên to và dạo này là rất là đau. Đó, nhưng mà giấy tờ của vợ em đó thì ngày xưa vợ em đó bị bán sang Trung Quốc, nên bây giờ giấy tờ không còn một cái giấy tờ tùy thân gì cả. Thế nên là Thắng mới phải phi vào để bây giờ để xem là bảo em xính và về trên Yên Minh để lấy giấy tờ, làm giấy tờ cho em ấy đi thì mới đưa đi viện khám được. Còn không thì bây giờ đưa ra bệnh viện tư thì rất là đắt. Đấy, số tiền mà để khám chữa bệnh siêu âm siêu huyết này thì Thắng không thể chịu để gánh được. Đấy, nên bây giờ là Thắng vào trong đó để gặp em xính, hẹn em xính. Bác Giàng Thị Chúa này cứ tưởng là Thắng đang nói chuyện, nhưng bác Giàng Thị Chúa cứ cười. Cháu vào đến xã đấy nhá. Vào đến xã cháu bác xuống đấy. Đó là em xính thì các bác sẽ theo dõi xem mà tiếp là Thắng vào gặp em xính để biết được rằng là cái sự tình của vợ chồng em thì bây giờ đang ở trên đó thì như thế nào, và chữa bệnh chưa biết để ra làm sao để cho em ấy có thể giúp em ấy. Đấy, bây giờ nó chẳng biết ai nữa, nó chỉ biết gọi anh Thắng thôi, cứ gọi. Anh này đi xe khách tỏ bá đi xuống kia số 9, anh chồng nó bảo là phía cái số 9 thì kiểm cho chồng nó đi đó. Thế à? Sao là đi xe khách từ tỏ bá xuống? Sao là cái đám mà cho thế à? Đi đám ma xong đi đám ma ông cậu à? Thế à, xong là bảo đến số 9 là điện cho chồng ra đón. Nhưng mà bảo là đi cái số 9 thì điện cho chồng nó đi đó. Thế là thì là không ra điện máy cho ở nhà đi cắt cỏ trâu thôi. Cắt cỏ trâu không đấy ở nhà. Thế là bác có mấy người con rồi? Ba đứa con đứa nào đã nào lấy vợ lấy chồng chưa? Không, lấy hết rồi. Hai vợ chồng đi ở nhà khác rồi. Lấy hết rồi à? Hai vợ chồng già rồi. Nhưng mà điện thoại cho chồng thì chồng lại không nghe máy để ra đón. Ra không nghe máy, để máy ở nhà đi các cổng châu thôi. Thuộc thôn gì nhỉ? Vừa nghe bác nói nhỉ? Thôn Minh Phong ạ. Minh Phong đấy có gần đấy không? Gần Khâu Mèng không? Không. Khác đường Khâu Mèng à? Xa Hòa Sơn. Gần Hòa Sơn. Thế ạ. Đấy, bác ngồi đây chờ này, tí nữa chồng bác ra. Vào đây uống nước. Cháu đang ngào gọi xính mà này. Đây. Ngồi vào đây đi. Ngồi vào đây, không sợ đâu. Cô cho chú nước uống.
Nè. Chủ nhà ơi. Cho ít nước uống. Nước mía, có nước mía không? Ừ. Đấy, quay cho cốc nước mía uống cho nó mát nào. À, không lấy quay nước mía đi. Xuống chưa? Ui ôi mày giờ này anh bây giờ anh nắng nôi anh vào đây mà mày mới chuẩn bị dặn mày thế rồi. Ui ôi xính ơi là xính. Chiều anh còn phải đi làm nữa chứ. Sao rồi anh xuống nhanh mà. Ủa, khoảng bao nhiêu phút nữa mày xuống ở đây? 1 phút rồi. 1 phút á? Xuống nhanh thôi mà. Thế thì xuống đi nhanh nhá. Anh đang chờ ở chỗ trạm y tế xã rồi. Này, bác ngồi vào đây. Ngồi đây nói bầy ấy được. Ngồi đây này. À. Đi đám ma về, bác đi đám ma về phải không? Nhà còn cách đây bao xa nữa? Dạ? Xa là nhà? Không xa đâu mà. Đoạn nào? Có 1 cây số. 1 cây số á? À thế thì được rồi, tí chờ xính nó xuống đây mà chưa bác chồng mà chưa xuống đón thì cháu đưa về. Hả? Có điện thoại xịn đấy. Đấy, điện thoại cảm ứng đẹp hơn cả điện thoại tất thắng. Sao máy của bác không gọi được? Không gọi được à? Đưa cháu xem nào. Đưa xem cái máy thế nào. Mua này, cái này Hantosia 2 triệu ạ. Này là khóa bàn phím rồi. Có sóng đâu? Hôm nay có sóng chưa? Có lắp sim đâu? Không có pin, không có sóng thì làm sao mà ấy được. Điện thoại 2 triệu. Đây, mời bác cốc nước mía uống cho nó mát. Trời nắng. Không, giả tiền thôi, không phải giả tiền. Uống đi, uống. Cái này cháu Thắng mời. Ai mà dưa hấu bao tiền cân nhỉ? À, cân bổ cho quả ăn cho nó mát. Vâng, cháu ở thành phố. Con gái bác lấy chồng ở thành phố á? Ở nhà ở chỗ nào? Thành phố đấy ở đâu? Chỗ bến xe á? Quả này to nhất à? 1 cân à? Quả này 1 cân à? Cân mốt à? Cân mốt nửa lạng. Nó bổ đây, bổ cho ăn dưa hấu đi. Ôi à, mát. Nước mía. Chờ em xính một chân. Đâu lấy đĩa cho chú. Phải đĩa này chứ. Dưa bổ con chả thấy đỏ thế này. Nhờ. Trắng đấy. Cái mời bác. Đấy, thì rồi ăn đi rồi. Đấy rồi. Thế à, thế tí ăn nữa nhá.
mà ngọt. Dưa này ở đây trồng ở của cháu. Ở đâu về? Dưa Phong Quang. Có nghĩa là mưa nhiều quá chưa kịp đỏ. Em được cái dưa ta ở đây trồng. Chị cho cốc nước mía nữa. Bảo chị cho cốc nước mía nữa. Ghế kìa, ngồi đây gần bác này. Đi cũng nhanh ấy nhỉ. Nguyên trôi dốc cũng nhanh ấy nhỉ. Biết bác này không? Hả? Không biết à? Bác này là Giàng Thị Chúa. Anh đi từ cây số 9 vào gặp bác ấy vẫy xe đi cùng. Đang chờ chồng ra đón. Cách đây bao xa nhà ấy? Một cây đúng không? Bà bảo một cách đây một cây đúng không? Phòng trầm á? Minh Phong phải không? À. Thế vợ em là như nào? Chính xác là như nào? Đau bụng bây giờ đau không chịu nổi nhá. Không, nó vẫn đau, nó đau mạnh quá, nó đau để có lúc thì nó đau, xong là thời gian được một hai ngày nó đỡ đỡ rồi nó lại sáng sớm kiểu nó cứ tái, nó hoang cương rồi nó lên từng cục, như là cái cục kia nó cứ biết như kiểu nhảy nhảy ấy. Cục nhảy như nào, làm sao có cục nào nhảy? Nó cứ như kiểu nổi này. Ở đâu cục đấy, ở đâu? Nó ở ngay trong bụng này, nhớ là nó cao. Nó ở trong bụng này. Ngay trong bụng của em á? Không, ngay trong bụng này, em chẳng có vốn có một cục này. Nó như kiểu cái chén nó cứ nổi ấy. Nhảy lên nó quặn lên gì? Đúng rồi. Nó quặn bụng lên gì? Đúng rồi. Vợ em có mấy cục? Nó có một cục, nó to một cái chén, nó cứ ở đấy. Lấy tên ấm này xuống, mới nghe thấy, mới nhìn thấy nó. Ấn xuống như nào? Ấn xuống nó cứ như kiểu nó biết gì gì gì. À. Nó không thích ăn cơm. À. Nó không thích ăn uống gì nữa. Thế ai bảo là có em bé rồi? Mấy tháng rồi? Hơn một tháng á? À? À. Bảo là cái nó không kia xuống mà mua đồ ăn cho nó, mua sữa cho nó không à? Em lại ra hỏi bác sĩ, nó hơi ho lắm, bác sĩ bảo không dám uống thuốc gì, đau bụng nó này, phải chịu, không dám cho uống thuốc gì. Thế à? Bây giờ bảo là không cho uống thuốc gì? Đấy, xong là nó cô ấy lấy cho em mua hai vỉ kia 35.000 đấy. Nhưng ở trạm xá họ có bảo là bị sao không? Cục đấy là bị sao không? Không, là em mang ra khám, họ khám cho, nhưng mà họ có biết là bị như thế đó. Vẫn không mình không nói là bị đau như thế à? Em cũng nói nhưng mà họ chẳng biết khám gì đâu, không tìm ra nguyên nhân. Xong rồi về nhà nó về nó vẫn tái như thế, nó vẫn cứ dính như thế. Vẫn tái. Thì em bảo nghĩ bảo chắc bị cản thôi, thì họ không nói gì đâu. Nhưng mà sờ thấy cục luôn à? Ừ, sờ có một cục đấy, to một cái chén này, nó cứ ở đấy, nó cứ đùng lên này. Cục to bằng nắm tay à? Ừ, bằng cái chén này luôn, cái gốc nước này luôn. Bằng cái này á? Ừ.
bao bằng ngày. Xong lấy một cục vào đấy. Bây giờ vẫn chẳng cuối cùng từ tâm là hai ngón này. Thế à? Nó đau đau nhưng mà của em là rết là dày thôi thì lâu lâu nó tái lại thôi. Ờ, đấy nhỉ. Ờ. Bán dưa hấu đi, tí nữa trở về. Tí cho trở về cho. Ừ. Nhưng mà gọi đã gọi được chồng chưa? Chồng chưa nghe thấy gì à? Đây thì tí nữa cháu trở về. Tính tí treo cái thịt kia sang xe mới cả tiền xăng tiền trước. Bây giờ anh bảo này, thôi thì cái vợ của em ấy thì về bây giờ khẩn trương đi làm cái giấy tờ đi. Đi gọi về trên đấy xem giấy tờ giấy tiếc như nào làm đi nhá. Xong anh sẽ lên chuyển khai, nếu mà có giấy tờ thì mới đưa ra viện đi khám được. Bây giờ không có giấy tờ đi ra ngoài thì khám đắt lắm, là sẽ chịu chi phí rất là nặng. Nên là rất là khó về cái việc mà giúp ấy được cái đó. Nên là em phải có cái giấy tờ, giấy của vợ ấy, sổ hộ khẩu các thứ, rồi chứng nhận hộ nghèo hộ nghiếc nhá. Đấy, bây giờ nó chẳng có một cái giấy tờ gì tùy thân thì làm sao mà ấy được. Cái từ đợt đấy nó đi Trung Quốc xong là không có một cái giấy tờ gì à? Có chứ, nhưng mà nó cậu nó tách ra ấy. Tách ra xong cậu hai cậu nó về Vị Xuyên, chuyển một người về Vị Xuyên thì cậu lấy 6 người thôi, thì nó lấy có hai đứa, nó có hai đứa con, nó với lại hai người già thì thế à? Cậu khá cậu cắt thế. Cắt thì là thế, nhưng mà bây giờ không còn còn cái gì không? Còn cái giấy tờ gì không? Bây giờ nhập lại vào của anh cậu. Nhập chưa? Nhập thì bây giờ nhập đi xong rồi xem là ấy như nào. Ờ. Ờ. Bác kia bác đi mua đồ ở đâu rồi? Mận này bao tiền một cân đây? Mận cân 20. Cân 20.000 à? Vải. Đổ cho xe này 50.000 tiền xăng. Xăng là hết rồi. Bây giờ không còn đâu xăng nữa. Đi họ đi chú. Ở đâu nhà nào bán xăng nhỉ? Đây là chú này, đây còn 50 mét. Hết xăng rồi, tí nữa lên trên này đổ. À, bây giờ không đi cũng có mà. Ừ, không nào. Mai ước lên nó cho ăn cũng được. Đây thịt đây nhá, anh mua cho này 2 cân. Treo đây. Để cho vợ ăn cho nó bồi bổ sức khỏe. Vợ mới có tin vui thế là mừng rồi. Ngày nó chỉ ăn tí cơm bằng này thôi. Còn muối mắm mì chính gì không? Muối mắm mì chính mà em mua là muối mì nhiều, muối sạch đấy. Nọ tiền của bác Đa nhận được chưa? Có rồi. 1 triệu ấy. Đúng rồi. Giàng đưa rồi gì? Ừ. Thế đây nữa anh đưa tiền cho mày đổ xăng nữa, tí nữa lên trên kia đổ xăng. Chị ơi. Chị ơi. Em gửi tiền đấy với. Này, tí nữa lên trên kia đổ 50.000 tiền xăng nhá, mà về. Hết xăng rồi đúng không? Bác lại đi mua vải nữa à? À không không, cháu ngoan. Ăn đi. Thôi. Vải bác đi mua. Rồi, ăn nhiều. Bao tiền nhỉ chị nhỏ của em ấy? Đi làm từ thiện. Đây em gửi tiền ấy này. Tiền bánh kẹo của bác này, bác cứ giả à? Bác có mua bánh kẹo không? Mua cho các cháu. Thế à? Các cháu mấy cháu, bác mua mấy cháu? Ba đứa cháu. Thế à? Cháu của anh trai. Thế à? Anh trai. Đấy, cho hai hộp bánh nữa cho vợ xính nữa. Thế là một bánh một sữa ấy. Cho vợ xính thì cầm về. Xính cầm về cho vợ nhá. Anh không lên. Vâng. Bác mua chỗ vải là bao tiền? Nè. Ừ. 20.000. 20.000 à? Đây dưa hấu ăn hết lại gói vào. Cầm về. Đấy.
cái này thái ra rồi thì ăn. Đấy, xính tí nữa đi đổ xăng nhé, quán này hết xăng rồi. Hôm trước anh mua xăng đây nhưng mà họ hết rồi. Quả dưa hấu cân mốt với cả 3 cốc nước mía. 4 cốc á, đâu? À, rồi, xin lỗi. Rồi xính đi về đi. Đấy đi xong rồi đi ra kia đong xăng đi. 50.000 đấy đủ đong rồi chứ. Đầy bình rồi gì? Cho cái túi bóng ra, cho gói cái này và cho vợ xính này. Nửa quả dưa hấu ấy. Lấy nốt một quả cái đấy cho hẳn cho vợ nó mà hẳn quả mang về nửa mang tiếng ấy. Bao tiền quả nữa? Mang đây gói thêm quả nữa đây. Đây cầm về cho vợ ăn nó mát. Bán thằng ấy không lên được nhá. Thịt đấy mang về nhá. Ăn thoải mái thịt. Mai nước anh lên thì anh giúp cái gì thì bảo. Nhưng mà cái giấy tờ ấy là em về. Bao tiền quả này nữa đây? 12.000 đấy á. Cho treo vào xe. 12.000 quả dưa hấu rồi ra. Này cu. À. Đây bác, cháu chở bác về. Bây giờ anh chở bác là về cũng về luôn. À, anh về xong anh ra thành phố, anh còn đi làm nữa. Muộn rồi. Đi làm đâu? Dạ. Đi làm đâu? Cháu đi làm ngoài thành phố. Đấy bác treo vào đây không phải cầm nữa. Treo đây tí nữa về đến nhà lấy. Nhà bác đi ra đến đường nào? Vòng đường nào? Đường lên dốc thì kia. Lên dốc cao đấy à? À. À rồi rồi. Nhớ nha, giấy tờ giấy viết đi xong rồi mới đưa ra mới khám mới chữa được. Có me me đấy là đừng cho nó ăn à, đừng có uống thuốc uống thiết gì nhá. Đi đổ xăng trước đi. Lên xe đi bác. Giờ Thắng sẽ chở bác Chúa về. Từ trung tâm xã về đấy bảo là hơn một cây thôi. Thế Thắng chở cố lên. Đến nhà bác phải chỉ nhá. Không là đi quá đấy. Thế à? Vâng. Đường ở bên này đẹp thế. Nhà bác có gần đường không? Có gần đường không à? Phải rẽ vào à? À. Đường này là đợt trước là Thắng đã đi cùng em báo đi mua lợn rồi sao à? Đi mua lợn đấy. Nắng quá. 12 giờ 13 phút. Đang đúng 12 giờ. Trên đỉnh dốc này à? Vâng bác. Sắp đến chưa? Trên kia á? Wow.
Ôi rồi, bò. Bò buộc này chết nắng à. Này bò. Này nắng này không cho bò về. Buộc giữa trời là đường này. À. Đường về đẹp lắm. Đường rộng. Đường này như là đi Tùng Bá nào ấy. Bà không bác? Đi còn 20 phút nữa. Đi bộ á? Nhà bác ở chỗ nào? Qua nhà trường gì? Này cháu chở. Bác đã đi xe hay trở về nhà này chưa? Đi nhờ rồi á. Hôm nay sao bác biết cháu mà vậy? Đâu chỗ nào bác? Chẳng có gì ăn à? Ăn cơm không à? Anh em đây à? Nhà anh em trên đồi này à? Đâu nhà bác chỗ nào? Phía nhà xanh xanh kìa. Nhà to thế. Nhà của em. Nhà của anh trai của anh kia này. Cái nhà máy xanh xanh kìa. Hả? Cái nhà số mấy ở bác ơi. Ôi ôi, nhà to thế. Nhà bác làm bán nhà cô xin thôi. Làm gì mà lắm tiền thế? Sắp đến chưa bác? Sắp đến rồi đấy ạ. Đây ạ. Nhà bên kia. Nhà này đợt, chỗ này đợt trước cháu đi hỏi mua lợn cùng bão hói rồi. Cách đây 1-2 năm. Thôn này là thôn Minh Quang à? À, thôn Minh Phong. À, Minh Phong. Thỉnh thoảng à? Đây phải không? Wow. Đây là nhà đây à? Ừ. Nhà đẹp nhà thế. Nhà của ba này, nhà này nhà của anh kia, nhà dưới kia của anh trai. Nhà xanh xanh đây á? Ừ. Nhà xanh xanh đây là nhà của anh em à? Ừ. À. Để xe đây được chứ? Chứ được. Ồ, nhà anh em bác làm to thế. À, từ cháu đây quay xuống dưới này. Đây nhà bác đây gì? Phải không? Nhà bác kia. Đâu? Nhà bác kia là của anh kia, cái này của anh trai. Anh em to. Được rồi, thôi bác vào nhà thì cháu quay vào. Đây là nhà bác Giàng Thị Chúa. Nhờ Thắng đưa về nhà. Chắc đi cắt cỏ cho bò rồi. Đây là con gái bác đây à? Con gái này lấy chồng ở ngoài thành phố đây à? À, sinh gái thế hẳn nào. Thế hẳn nào lấy gái, lấy trai ở thành phố. Làm chồng làm gì? Chồng là Nguyên. Dạ? Chồng là Nguyên à? Ừ. À. Là chú mẹ là con bác Hồ. Thế, à. Chú Hồ. Thế à? Biết chưa? Cháu không biết. À. Thôi cháu xin phép này, cháu gửi đồ cho bác rồi nhá. À, đi uống nước không? À thôi. Khi khác vào uống nước sau. Gia đình không có ai nhà, cháu xin phép đây. Nhà này nghèo thế. Nghèo nhà.
Nhà đẹp, nhà bác đẹp lắm, rộng sạch sẽ, người Mông ở như này là rất là sạch rồi. Tủ lạnh, máy giặt đều có đầy đủ hết rồi. Nhà bác làm sửa chữa xe máy à? Đấy. Đầy đủ hết. Thôi chào bác nhá. Thôi cháu xin phép đây. Thôi lúc khác cháu vào chơi sau. Vâng, cháu đi đây. Vâng. Là hết một buổi trưa chiều, đường ở đây đường rộng nhưng mà cua gấp lắm, cua toàn vách đá ấy. Cuối cùng là đáng kết thúc video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo trên Tán Dầu.